Rồi anh em nhìn này, thiết kế cực kỳ đẹp, nặng nó chỉ 5,6 kg thôi các bạn nha, tức là nhẹ hơn so với con 365 gần 1 cân. Ngon chưa? Ok anh em, sản xuất tại Đức, Đức nha các bạn nha, không phải Brazil. 260 mới ra cũng sản xuất tại Brazil rồi, còn đây này, made in Germany. Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Minh Sơn. Rất nhiều bác liên hệ với Điện Máy Minh Sơn hỏi đối thủ của Husqvarna 365 tại Việt Nam là mẫu nào? Thông thường thì các bạn nghĩ là 382 nhưng thực ra không phải. 382 nó ở phân khúc công suất cao hơn. Đúng, đúng. Còn đối thủ cùng công suất với 365 đó chính là Estin 361. Tại vì sao nhiều bác ít biết đến Estin MS 361? Bởi vì Estin MS 361 sản xuất tại Đức, made in Germany, và có mức giá rất đắt. Nó rất đắt. Chính vì vậy rất nhiều đại lý không dám bán tại Việt Nam do giá quá đắt, cao hơn đối thủ rất là nhiều. Estin MS 361 tùy từng thời điểm nha các bạn nhé. Ví dụ với cái thời điểm hiện tại nó sẽ rơi vào tầm hơn 13 triệu. Vậy thì câu chuyện nó có phải đối thủ của 365 hay không? Rất khó đúng không? Bởi vì Việt Nam mình bao giờ người tiêu dùng cũng sẽ chưa sử dụng qua thì cũng sẽ ưu tiên về mức giá trước, sau đó mới nói về chất lượng. Chính vì vậy các đại lý rất ngại thuyết phục khách hàng lựa chọn Estin MS 361. Đúng, đúng. Tuy nhiên nếu ai đã sử dụng qua Estin MS 361 rồi thì đều phải trầm trồ thốt lên wow để chọn được tuyệt vời. Rồi xin mời quý vị các bạn đến gần hơn để các bạn có thể thấy rõ hơn chiếc máy Estin 361 này như thế nào. Em này thì có piston 47 ly, tức là cái đường kính piston của nó sẽ nhỏ hơn 1 ly so với cưa 365. 365 là 48 ly nhá, em này là 47 ly, nhỏ hơn. Dung tích thể tích bồn đốt của nó ấy chỉ là 59cc thôi, còn còn hu hình như mình nhớ không nhầm là tầm 65cc thì phải. Nó chênh nhau vài cc, chênh nhau 1 ly quả. Chính vì vậy mình mới nói rằng chiếc máy này cùng công suất với cả Hu 365. Dòng này thì thật sự luôn không phải ai cũng dám mua, bởi vì bỏ ra 13 triệu 500 cho một chiếc máy Estin MS 361 là điều rất ngại. Đúng, đối đúng. Với các bác người tiêu dùng Việt đúng, Nam hợp lý. Nhất là trong thời điểm hiện tại keo gỗ không cắt được nguyên liệu ván bóc, bên Trung Quốc không thu mua. Chính vì vậy rất kinh tế chúng ta bị ảnh hưởng rất là nhiều. Nhiều người ngại không dám đầu tư những chiếc máy cao như thế này. Tuy nhiên khi các bạn sở hữu những chiếc máy như thế này thì cực kỳ bền. Chiếc này thì mình chốt cho một chú khách quen thân ở Huế, chuyên gia cắt mộng để làm những cái cung đình của Huế đấy, dám đầu tư những chiếc máy như thế này. Đối với những người đầu tư chiếc máy này, họ cần là được việc, đúng, được đúng. Việc nhanh em. Rồi xin mời đúng, các bạn gần hơn, các bạn có thể thấy được chiếc máy này chi tiết như thế nào. Mang hơi hướng đường nét những chiếc máy sản xuất tại Đức thì các bạn nhìn thấy này, thiết kế nó khác luôn. Nó chia là hai phần này, phần đuôi và phần đằng trước. Đây, thiết kế rất là chỉnh chu. Hầu hết tất cả các dòng sản phẩm của Estin đều sử dụng chế hòa khí Yama chứ không phải là Warburg. Bởi vì sao? Một số thông tin chia sẻ với mình là Estin họ đã mua luôn nhà máy Yama. Chính vì vậy các sản phẩm của Yama bây giờ chỉ sản xuất riêng cho Estin thôi. Do đó anh em muốn mua cái chế Yama rời trên thị trường ấy gần như là không có. Đúng, nếu mà đúng. Các bạn muốn mua chỉ có mua Estin mà thôi. Rồi anh em nhìn này, thiết kế cực kỳ đẹp, nặng nó chỉ 5,6 kg thôi các bạn nha, tức là nhẹ hơn so với con 365 gần 1 cân. Ngon chưa? Ok anh em, sản xuất tại Đức nha các bạn nha, không phải Brazil. 260 mới ra cũng sản xuất tại Brazil rồi, còn đây này, made in Germany, sản xuất tại Đức, lốc hợp kim. Ui con này thì nét này nét. Hàng này thì hiện tại chưa có hàng nhái trên thị trường hiện tại nhá, còn thời gian tới thì chắc là có đấy. Bởi vì sao mình biết là chắc là có? Bởi vì mình sẽ làm cái hàng copy dáng của con này. Đùa thôi, chém gió. Hiện tại thì chưa có đâu, chỉ có mẫu này. Đây, tất cả dòng chữ Estin lốc này. Rồi, con này nhông ngoài nha. Nhông ngoài 3/8. Xích theo máy là xích 3623 vuông 3. Các bạn có thể dùng xích hũ cũng được. Con này nhông ngoài này rất dễ cho các bạn khi mà cắt cưa bị kẹt đấy, kẹt lam, tháo phát ra là ok luôn. Lốc thì tất nhiên hợp kim rồi. Chữ Estin này, chỉnh này, ôi nó hướng dẫn chỉnh luôn này, kìm chỉnh kim xăng tốc độ cao, kim xăng tốc độ chậm này, dưới này chỉnh guarantee. Ai con này hay á, con này có chế, có chúng ta có thể sử dụng trời tuyết này, trời tuyết thì vụ thời tiết lạnh ấy, thì các bạn có thể sử dụng tùy từng thời tiết khác nhau. Chắc con này che họng gió để cho nó vào chế thôi, có gì đâu. Shit, mẹ bùng mẹ móng tay thì chết. À. Đây,
Các bạn thấy không? Sử dụng trời nắng với trời tuyết này. Ôi giời, nó chỉ là che cái hướng gió từ hơi sang chế thôi. Nó gần như gọi là sấy ấy. Mấy con cứ tàu cũng có, mà chẳng qua anh em cũng biết rồi. Cứ tàu cũng có mà. Ê, lọc gió ấy. Ai ôi, lẫy liếc xịn nhỉ. Ok. Ôi, có gì đâu. Cũng chế ra ma nào. Này, con này tiếng nghe hay lắm. Nghe thử không? Mình nổ. Rồi lần sau nhá. Con này công tắc liền với le gió luôn này các bạn này. Đóng le gió này. Le gió phần 2 này. Công tắc bật này, tắt này. Để stop tắt này. Ngon đấy nhỉ. Có giảm áp luôn này. Made Germany. Em này sản xuất tháng mấy đây? Tháng 4 năm 2022 anh em ạ. Có QR luôn nhá. QR code về link web luôn. Anh em thử quét QR này về đâu mình chưa quét thử. Không biết về link web Việt Nam hay về link web nước ngoài. Bởi vì cái sản phẩm này của TSK phân phối. Nó ghi là Sale Point Việt Nam. Ok. Ngon đấy chứ nhỉ. Đỉnh đấy. Này, ốp giật hợp kim Made in Germany. Yes. Rồi, nếu các bạn có nhu cầu sử dụng, nếu bác nào mà có dư tài chính, thích những dòng sản phẩm ST nguyên gốc đến từ Đức, thì đây là một trong những lựa chọn tuyệt vời. Trọng lượng nhẹ hơn so với 365 gần 1 cân. Nó có hai cỡ lam. Các bạn có thể chọn lam 16 inch và lam 20 inch, tùy theo nhu cầu các bạn sử dụng nhá. Giá nó sẽ chênh nhau một ít thôi, không quá nhiều. Giá em này thì tùy thời điểm, hình như thời điểm này nó rơi vào tầm khoảng 13.500.000. Nếu các bạn có nhu cầu mua hàng, sở hữu những chiếc máy như này có thể liên hệ với điện máy Minh Sơn nhá. Em này sử dụng thì hết bài, 100% luôn. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đồ đạc em này thì tất nhiên các bạn sẽ thay 100% đồ hãng. Nếu các bạn có nhu cầu mua hàng thì có thể liên hệ với điện máy Minh Sơn, thì số điện thoại chúng tôi sẽ để ngay dưới màn hình để anh em có thể tiện theo dõi hơn. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video sau.